Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiều vùng biển tiếp tục có gió mạnh sóng lớn. Dự báo hôm nay vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, huyện đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Từ chiều tối nay vùng biển từ Quảng Trị tới Cà Mau, giữa biển Đông và phía Tây của Nam Biển Đông, phía Tây của huyện đảo Trường Sa, gió cũng mạnh lên cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9. Ngoài ra vùng biển phía Đông Nam của Nam Biển Đông, đêm nay gió cũng mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 8 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Khoảng sáng sớm mai, cơn áp thấp nhiệt đới này sẽ đi vào Biển Đông, sau đó sẽ yếu nhanh